Hiện tại thì mấy anh em có mặt tại Gạch Miễu, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha mấy anh em. Thì mình cùng với anh Hoàng mình và chú Ba Phong mình, mấy anh em ở đây cưa cây dừa này nha cô chú anh chị và các bạn. Anh Hoàng mình leo vào móng nha. Cây dừa này rất là cao nha cô chú anh chị và các bạn. Dừa này có độ cao trên 15 mét nha. Để hai cây dừa này tới cái mùa nước mà gió chú nữa đó. Ta gùm cho nó. Các máy rẻ mà, nó có chân nó. Ngoài sông nó đâu có đất đâu, nó bệnh. Nó có chân. Để dầm con gặp gió chú, dầm nó đẩy vô. Tiên cây lại đi hết luôn. Nó leo hay. Tiên nghiệp mà. Cái dừa nó có sắc không? Có, có hai cái sắc đó mọc ra đó. Anh mình leo một đoạn rồi mà chưa tới cái lọt nữa. Nghỉ mệt. Anh Hoàng tiếp tục di chuyển lên trên đọt nha. Sợ dục bá tạo xuống. Dây này được để kéo máy. Buộc máy giùm cái chú ơi. Bây giờ anh Hoàng mình kéo máy lên nha. Phút mà nó rồi cắt giờ lằn xuống mới nổi cho để gì lằn mà sao nổi làm đâu giờ để gì nó xe chạy cua đây gì nào lỗi xuống lụm đi. Thứ ba. Anh Hoàng mình tiếp tục di chuyển lên để cắt thêm nhiều mớ tàu nữa nghe cô chú anh chị và các bạn. Lẹ qua mấy ba. Lẹ qua đây, lẹ qua đây. Qua đây, qua đây.
Ui, cho xe qua cái nha. Rồi xích chạy cho bài. À quất đi. Bây giờ anh mình mở miệng luôn nghe cô chú anh chị và các bạn. Cắt khác máy mà. Mình sửa miệng lại nghe cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ anh Hoàng mình cứ di chuyển đang cắt gốc nha. Đóng le lại chú ơi.
Ok, thấy lên đi. Chị nó mệt. Rồi đắng, dặn xe đắng đi ông, dặn xe đắng đi. Dặn xe đắng đi. Ông đóng luôn á. Dặn xe đắng ở ngoài cầu á, dặn ngoài đây, tôi đứng đi quay được. Xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị và các bạn.